Rồi, cuối cùng thì buổi đã về độ rồi mọi người ơi. Em này thì em đã mê cách đây 2 tháng rồi mọi người ạ. Mê cách đây 2 tháng rồi mà bữa nay mới đá mọi người ạ. Em này chơi đúng từ 7 giờ sáng đến bây giờ luôn đấy mọi người ạ. Để em xem bây giờ mấy giờ rồi. Trời ơi. Bây giờ là 2 giờ rồi mọi người ạ. Đúng từ 7 giờ sáng đến 2 giờ đấu không ngơi không nghỉ một tí nào luôn mọi người ạ. Rồi thì mọi người chờ đợi em nhá, để em ra bắt bổ cho mọi người nhá. Chim con mồi nó đang cắn quá trời luôn mọi người ơi. Bắt không con mồi nó cắn hư hết chim nữa mọi người ạ. Rồi thì mọi người lại chờ đợi em nhá. Trời ơi, đã chinh phục được em bổ chiến rồi. Rồi, mọi người theo chân em nhá mọi người nhá. Mê từ sáng sớm từ 7 giờ ấy mọi người ạ. Bây giờ là 2 giờ rồi. Đánh viện ven suối này mọi người này. Trời ơi, đói run chân luôn rồi mà không dám về mọi người ạ. Em này em mê cách đây 2 tháng rồi mọi người ạ. Đến hôm nay em mới có cơ hội bắt được em nó này, chinh phục được em nó này. Đánh quá là lâu. Con này hình như là ngày trước nó cũng đã bị ai đánh sảy rồi sao mọi người ạ. Nên là nó đánh khá là khôn. Đầu tiên nó toàn đánh hông rồi mọi người ạ. Sau đó nó bị cuốn mồi quá rồi bắt đầu nó mới lên cầu tử mọi người ơi. Bổi chóc màu nhá mọi người nhá. Cuối cùng thì em nó cũng đã về đội. Trời ơi con mồi em nó đang cắn quá trời kìa. Để xem mặt mũi em nó như thế nào mà. Sao em nó đánh ghê vậy. Nắng quá nắng luôn mọi người. 2 giờ đúng đang là cái lúc gắt luôn đấy mọi người ạ. Đây này mọi người này. Đó. Đây mọi người này. Em mới đã về đội nha mọi người nhá. Rồi thì mọi người chờ đợi em để em hạ chim xuống để em bắt bổi đấy nhá mọi người nhá. Rồi có gì bắt xong thì chinh phục xong thì em sẽ quay tiếp cho mọi người cùng thấy. Trời ơi em bổi. Bổi khá là đẹp mọi người ạ. Bổi này ra bổi nhá mọi người nhá. Bổi này có mùa đấy. Chân có vảy luôn rồi mọi người này. Chân có vảy có bốt luôn rồi này. Trời ơi con này khá là già rồi. Chim khá là đẹp luôn mọi người ơi. To đẹp dài đòn. May thì sáng giờ mới bắt được đấy mọi người ơi. Móng mung là không bị hư hiếc gì nhá mọi người nhá. Trời ơi con này đúng là không uổng công mọi người ạ. Này đã bắt đầu chinh phục được em nó rồi. Rồi thì để em đúc em nó vào túi bổ nhé mọi người nhé. Đây này túi bổ em chuẩn bị đây này. Đó, em nó đây này.